Như tất cả quý vị cũng đã cùng nhận biết, hôm nay có rất nhiều các anh chị đã luôn thương yêu Ngọc Hân trong suốt thời gian vừa qua cũng đã cùng đến tham dự với chương trình để cùng chúc mừng và cũng như cùng lắng nghe lại với những ca khúc mà Ngọc Hân đã thể hiện và được quý vị yêu thích trong thời gian vừa qua. Và có thể nói cô nàng này rất là hát thì rất là mạnh dạn, nhưng mà nói chuyện hay là kể chuyện thì cô nàng rất là mắc cỡ. Và cũng đó là một trong những lý do mà quý vị vừa thấy xuất hiện tí xíu thôi là đi vô liền. Và đặc biệt là với nữ ca sĩ Ngọc Hân cũng chuẩn bị rất là chu đáo cho những cái phần biểu diễn của mình. Do đó mà Ngọc Hân vội vàng đi vào bên trong. Ngọc Tiên hy vọng rằng tối nay quý vị sẽ cùng xuyên suốt cho đến tận cuối chương trình được không ạ? Tận cuối chương trình hôm nay được không ạ? Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Tiếp vỗ tay của quý vị là lời cam kết để lát nữa đây chúng ta sẽ cùng ở lại đến tận cuối chương trình để cùng chúc mừng cho chương trình live show của Ngọc Hân được thành công tốt đẹp. Và thưa quý vị, hãy cùng tiếp tục với chương trình tối hôm nay. Có thể nói đối với Ngọc Hân, cùng là có cô bạn hàng xóm dễ thương Úc Chi, bên cạnh đó còn có với rất nhiều những người bạn thân thương trong lứa tuổi học trò của mình. Trong đó phải nhắc đến đó chính là Hồng Quyên, một cô nàng cũng là ca sĩ hiện nay. Với cô nàng này cũng đã cùng có những chia sẻ trong lứa tuổi học trò của mình cùng với Ngọc Hân, hay những trang nhật ký, những lúc cùng viết lại những dòng lưu bút không thể nào quên. Với thời gian đã trôi qua, cũng là những lúc chúng ta cùng nhận thấy không chỉ là một phương thuốc để cùng hàn gắn những vết thương, mà thời gian còn là nơi để chúng ta cùng ôm lại những kỷ niệm không thể nào quên. Hồng Quyên, cô bạn học trò thân thương của Ngọc Hân, cũng đã cùng chọn trang nhật ký, một sáng tác của Trọng Hoàng, để cùng gửi đến chúng ta ngày hôm nay, để cùng gửi nhắc với Ngọc Hân và cũng như tất cả quý vị thân thương với những kỷ niệm của tuổi học trò của mình. Xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng đến với biết bao kỷ niệm của tuổi học trò, tình yêu học trò. Thầm bên trang nhật ký lắng xuôi tâm tư hoài mơ bóng ai xa ngàn, và im nghe thời gian đi ngỡ ngàng, lòng vẫn vương gì mà buồn khi bước sang ngang. Một khi yêu dù xa nhau ngàn lối vẫn yêu trong tim và luôn nhớ nhau trong đời, mà nay ôi giờ vu quy đến rồi, nhật ký ôm vào lòng mà tiếc thương đầy vơi. Làm cho tan giấc mơ lỡ mong chờ, xuôi nên bơ vơ, xuôi tình yêu giáng hờ, để nay duyên buồn đưa sang mùa cưới, bước lên xe hoa còn ngơ ngác trông xa vời. Thầm buông câu biệt nhau trong cõi đời, nhật ký năm nào đành lòng đốt thôi người ơi. Thầm bên trang nhật ký lắng xuôi tâm tư hoài mơ bóng ai xa ngàn, và im nghe thời gian đi ngỡ ngàng, lòng
mộng vẫn vương gì mà buồn khi bước sang ngang. Một khi yêu dù xa nhau ngàn lối, vẫn yêu trong tim và luôn nhớ nhau trong đời. Mà nay ôi giờ vu quy đến rồi, nhật ký ôm vào lòng mà tiếc thương đầy vơi. Có đâu ngờ ai sẽ duyên tơ, ai làm cho tan giấc mơ. Lỡ mong chờ xuôi nên bơ vơ, xuôi tình yêu ra để nay duyên buồn đưa sang mùa cưới. Bước lên xe hoa còn ngơ ngác trông xa vời, thầm buông câu biệt nhau trong cõi đời. Nhật ký năm nào đành lòng đốt thôi người ơi, thầm buông câu biệt nhau trong cõi đời. Nhật ký năm nào đành lòng đốt thôi người ơi. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Vâng, một lần nữa thì Hồng Quyên cũng như các anh chị em nghệ sĩ xin được chúc cho live show của em gái Út Ngọc Hân được thành công mỹ mãn. Hôm nay thời tiết thì nó không có thuận tiện cho tất cả quý vị, mà quý vị đã dành thời gian đến với Ngọc Hân như thế này thì riêng bản thân Hồng Quyên cũng cảm thấy rất là hạnh phúc. Một lần nữa thay mặt Ngọc Hân xin cảm ơn quý vị ạ. Xin cảm ơn rất nhiều.